Đám cưới á hậu Tường San, dàn hoa hậu á hậu đỏ sắc không kém thảm đỏ, khoảnh khắc tiểu vi bắt được hoa cưới gây sốt. Một số hình ảnh hiếm hoi trong đám cưới của á hậu Tường San đã được tiết lộ. Chiều tối ngày 30 tháng 11, đám cưới của á hậu Tường San đã chính thức diễn ra tại Hà Nội. Để đảm bảo sự riêng tư thì có rất ít thông tin về hôn lễ được tiết lộ ra ngoài. Hệ thống an ninh tại khu vực tổ chức tiệc cưới cũng vô cùng chặt chẽ. Mới đây một số người chị em, bạn bè thân thiết của Tường San đã chia sẻ một số hình ảnh hiếm hoi của nàng hậu trong hôn lễ. Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc cô dâu tưởng san bước ra sân khấu trong bộ váy cưới lộng lẫy, xinh đẹp như một nàng công chúa.